Alo ạ. Cháu ơi, như em văn chiều cháu gọi chú đúng Dạ vâng. không? Thế sao vậy? Chú lúc cháu gọi có vẻ như cháu đang có chuyện gì nhỉ? Cháu mệt mỏi. Sao? Cháu sinh năm 2003 ấy. Thì ngày xưa cũng bán sim số đẹp đôi nước. Xong bắt đầu là thấy các anh em bạn bè đi chơi là cháu cũng vào cháu chơi. Chơi lần Thế cậu bảo đầu. online chứ gì? Vâng. Cháu cứ nói đi. Cháu chơi cũng ăn xong bắt đầu là cháu bắt đầu thua, là cháu lấy tiền gốc cháu chơi từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 ấy. Này cháu chơi nó cứ có lần cháu ăn ăn lãi lên khoảng tầm cháu nạp, nhưng mà cháu hết sạch tiền rồi, nạp 5 triệu cái lại đánh lên được đúng một buổi chiều rồi đánh lên được hơn 100 triệu, xong cuối cùng là lại mất tất. Xong cách đây khoảng tầm chưa đến 10 ngày thì cháu rút hết cái tiền thẻ tín dụng là tầm 91 triệu, cháu cũng mất nốt. Còn đang còn cháu vừa cắm xe 20 triệu cũng đánh nốt. Giờ cháu đang tính vay lại, cháu chưa con xe cháu đi chạy Grab chưa. Thế là cháu chơi cờ bạc online đúng không? Vâng vâng Cháu 2003 là 19 tuổi đúng không nhỉ? Vâng. 19 tuổi cháu chơi như thế, cháu thấy cháu chơi nhiều thế à? Giờ cháu muốn bỏ rồi chứ cháu không muốn dây dưa. Ban chiều cháu gọi cho chú thì lúc chú đang ở đám chứ không nói chuyện được. Cháu đang ở Cầu Giấy này. Chú nghe giọng của cháu thì chú cũng muốn là tối chú gọi lại xem tình hình như nào, bởi vì chú cũng đoán được là cháu lại chưa cờ bạc rồi. Vâng, chú ạ. Nên là chơi từ tháng 1 à? Thế tổng cho thua khoảng bao nhiêu? Cháu mà tính cháu trừ bỏ cái tiền tiền mà cháu đi làm ăn được là cháu trừ bỏ đi nha, cái tiền đấy là cháu chưa lợi nà nà thì cháu chưa không tính. Cháu tính bây giờ là cháu lợi cái thẻ hai cái thẻ tín dụng hết 91 triệu, với cả cái xe của cháu bây giờ là 20 triệu nữa. Thế tiền tiền của cháu áng chừng khoảng bao nhiêu? Tiền của cháu là cháu đợt trước cháu làm bán chip số đẹp các thứ thì được 65 triệu hơn hơn tí rồi Một chú ạ. năm trước gọi là 60 triệu thì 60 80 mất 170 triệu. Vâng. 2003 19 tuổi chỉ mất 170 triệu, cháu liều đấy. Anh Đó. em bạn dạ vâng. Bây giờ cháu nợ hai cái thẻ tín dụng tiêu dùng hay là thẻ gì? Cháu hai cái thẻ tiêu dùng thôi chú ạ. Hai cái thẻ tín dụng thôi, còn cháu chưa vay ở đâu cả. Chưa vay ngân hàng hay như nào. Bây giờ chú bảo cháu là này, là việc là cháu không phải chán cháu đó, mà cháu nên suy nghĩ lại những cái cuộc chơi của mình, suy nghĩ lại mối quan hệ của cháu cháu hiểu không? À, hôm nay cháu có vay mẹ cháu được 5 triệu, cháu đánh lên 26 triệu rồi, 26 27 triệu rồi. Vài lúc Thì cuối nào cùng cháu vay lúc tầm trưa. thế sao mà nó gọi cho chú đấy đúng không? Cháu chơi nuôi cháu mất rồi, xong cháu gọi cho chú, cháu muốn tâm sự với chú một tí. Thì cháu chơi được lên 26 triệu rồi, thì đáng nhẽ là chuộc được cái xe và các thứ thì còn nợ có 80 triệu thôi, còn cái tiền công của cháu coi như là cháu bỏ, cháu không tính. Thế Là là chú cuối hỏi cùng mất cháu nhé, luôn. mà giả dụ như trong trường hợp cháu thắng được 26 triệu đấy thì cháu có bỏ được không? Cháu nghĩ Thắng được rằng cháu 26 bỏ được triệu. Nghĩ nếu mà theo tâm lý thì cháu chắc cháu không bỏ được chú ạ. Nhưng mà bây đúng giờ rồi đấy cháu. cháu mất hết tất cả rồi, cháu quyết tâm cháu là cháu phải bỏ bỏ thì đầu óc mới nhẹ được. Cháu nói câu đấy thì chú còn cho cháu đó là đúng, tức là nếu như mà cháu nạp 5 triệu đấy cháu thắng thì cháu sẽ không bao giờ bỏ được. Người ta chỉ bỏ được khi người ta hết tiền rồi cháu. Vâng, đúng rồi. Chứ còn thật Ngày ra thì đợt trước là cháu rút có một cái thẻ cũng cũng trong vòng 10 ngày chú ạ, cháu từ hôm 16 tháng tháng trước ấy. Đấy, à đâu 16 tháng này chứ, 16 tháng 4. Bây giờ chú bảo Thì cháu đây cháu này nhá, việc nó đã xảy ra rồi, mình nên suy nghĩ lại những cái cuộc chơi của mình, nhưng mình không không được buồn chán, mình suy nghĩ lại để mình xem đâu là được và đâu là không được. Còn buồn chán thì cháu có buồn chán thế buồn chán nữa nó cũng không lấy lại được tiền, cháu phải vâng, sống nhưng thoải mà mái tích cháu bây giờ cực lên. cũng cháu không có cái tâm lý để ăn non hay là gỡ đưa, mà cháu bây giờ cháu kể cả ngày được làm khoảng tầm, nếu mà chạy Grab cháu chạy cố gắng này 500 600 chứ hết chi phí được này, ví dụ cháu chạy Grab này 500 600 nó còn đỡ, nó là tiền tươi tóc thật, nó cũng chả phải là cờ bạc. Nhưng mà liệu cháu có làm được việc đấy không? Trong những cháu bây giờ cháu trả hết lợi các
lúc ấy thì đầu trong nó sẽ nhẹ nhõm Nhưng hơn. vấn đề là bây giờ cháu làm gì để trả hết nợ? Giờ tôi tính đi chạy Grab. Bây giờ chú nói cháu này, chú bắt tâm lý của mọi người và rất nhiều người nói chuyện với chú rồi. Bản thân chú cũng là người trải qua cái giai đoạn này rồi. Rằng là khi cháu còn nợ nhá, mà cháu kiếm được vài trăm nghìn, mà bảo cháu giả dần, sau đó là cháu không chơi nữa thì khó lắm. Chú sợ vào một một khoảnh khắc, một thời gian nhất định nào đó, cháu có 500-700 nghìn mà cháu cần một khoản để chi trả, cháu sẽ nạp vào chơi để cháu cố gắng chi trả cái số tiền đấy. Liệu cháu có vượt qua cái thời gian đấy không mới là quan trọng. Lần đầu cháu cũng nghĩ là bảo là bây giờ làm cố được tháng lương, không bắt đầu cũng nghĩ để cháu làm vào, nhưng mà cháu nghĩ là không, vì bây giờ cháu cũng hỏi bên mấy cái anh chị bên thẻ tín dụng mà là bây giờ nếu mà em không có thì em cứ kiểu đáo hạn đi, vì em cóp dần vào cái tiền cháu nghĩ là chỗ đẩy dần vào thẻ tín dụng ấy, xong là cái chỗ tiền đáo hạn nó sẽ ít dần đi. Cháu nên nhớ là như thế này, cháu đáo hạn nhé, cháu đi đáo hạn là cháu mất phí cũng không rẻ, cũng là người ta làm dịch vụ cũng mất tương đối là nhiều tiền. Bây giờ theo chú là như này này, cháu đã nợ nợ chơi rồi, cháu muốn làm lại thì cháu phải nói với bố mẹ. Còn nếu mà cháu không giấu, cháu giấu bố mẹ ấy, cũng giống như chú hoặc là rất là nhiều người khác cũng có tâm lý giấu vào mình làm mình trả dần. Nhưng cháu không hiểu rằng là cháu làm một tháng, bây giờ cháu chú cứ cho là cháu làm hẳn được 10 triệu, cháu còn chi tiêu trừ các thứ đây là được khoảng 8 triệu, 8 triệu còn bao nhiêu thứ là thì lãi nợ cháu phải trả đấy. Liệu cháu có vững tâm lý để mà mình không chơi được hẳn hay không, cái này là khó đấy nhá cháu nhá. Bởi vì nhiều người nói với chú rằng là em sẽ không chơi nữa, nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn thôi lại chơi. Cháu đang tính là bây giờ là cháu đi ra MB cháu khóa hết thẻ, nói chung là cháu không liên quan gì một cái gì đến ngân hàng nữa, Nó nó cũng sẽ đỡ. là chú nói là nó cũng là một biện pháp, nhưng biện pháp này nó chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Cái biện pháp tốt nhất vẫn chỉ là cái ý chí của mình không chơi nữa đấy. Thì bây giờ theo chú tham gia nhá, vì là cháu lợi một số cái thẻ đấy nó rất là nguy hiểm với cháu ạ, thì cháu nên nói với gia đình, cháu thú thật với gia đình, không sợ đâu, bố mẹ lúc nào yêu thương con, cháu hiểu không đấy. Và cháu hứa với bố mẹ và cháu làm lại, thì chú nghĩ cái biện pháp này nó sẽ dễ hơn là cháu để đấy cháu làm cháu trả dần, cháu trả dần 1 năm nữa cháu chưa trả được hết nợ, thì liệu trong vòng 1 năm 365 ngày ngày chỉ cần một chút một lúc cháu không vững ý chí cháu rất dễ chơi lại. Và chú là người nhiều lần bị thế rồi. Cháu xem video của chú phải chắc cỡ tầm được, nếu mà từ lúc cháu chơi ấy, từ tháng 11 đến lúc gần Tết thì cháu cũng kiếm bán sim số đẹp các thứ cũng tầm được 5 6 triệu, cháu lại chơi được 60 triệu. À, cháu nói thật với chú luôn, cháu mà nói điêu ra ra đường xe cán chết cháu. Thế là cháu chơi chơi lên tầm 60 triệu thì tưởng là có cái Tết ăn ngon rồi, xong cuối cùng lại mất hết. Nói chung là tất cả các cái người chơi thì những cái cung đoạn cung bậc cảm xúc, những lúc được lúc mất thì nó đều như nhau cả. Nhưng cuộc chơi cháu ạ, cháu xem video nhiều của chú rồi, thứ nhất là cháu còn trẻ, cháu còn rất là nhiều cơ hội để cháu làm lại nhá. Đấy, cháu thử tưởng tượng với em là nếu cháu 30 tuổi, 35 tuổi mà cháu lợi 1 tỷ, 2 tỷ thì liệu cháu có làm lại được hay không? Cháu xem video nhiều của chú, cũng có nhiều người bình luận bằng là nợ mấy tỷ cháu bảo là thôi mình cố gắng, còn như cái tiền công của mình vì thời trước cháu cũng đi học nên cái tiền này cháu bán hàng bán hết được thì cháu cũng chả lo với bố mẹ cháu thì nó Bây cũng giờ mất chú bảo cháu đây này nhá, cái tiền thu mất ấy thì cháu coi như nó là cái học phí, vâng. coi như mình đi học một khóa học gọi là dạy khôn mình, học một khóa học là xã hội này không tin một ai cả, Vâng. cháu hiểu chưa? Cho nên không được tiếc cái số tiền mình thua. Cháu mà tiếc, cháu mà buồn chán rất dễ là chơi lại nhá, phải thoải mái đầu óc tư tưởng. Bây giờ là mình quay lại mình kiếm đồng tiền chân chính. và cháu và cháu cái thì chỗ cũng nợ có tiền, muốn nghe chú nói này, cái chỗ nợ bằng thẻ tín dụng tiêu dùng kia, theo chú cháu nói với gia đình thì cháu trả cái thẻ này đi, không có nguy hiểm đấy. cháu cũng hỏi có một mấy anh chị bên ngân hàng ấy, cháu cũng kết bạn được với Zalo, cháu đi ra ngân hàng cho xin được cái chị bên ngân hàng ấy. Chị bảo là bây giờ chị bảo là nếu mà em muốn ấy thì em đáo mấy cái dịch vụ ở ngoài ấy thì nó phí cũng rẻ thôi, nhưng mà em đừng có bùng bùng em lợi xấu em không hết được cái thẻ tín dụng đâu Đúng rồi, bùng thì cháu. cháu đừng có bùng.
Nhưng mà cháu làm dịch vụ ngoài thì chú mới nói cháu làm dịch vụ ngoài nó cũng mất nhiều tiền. Nhưng mà Người ta nói là ít, chú chú có nói làm dịch vụ đáo không? Chú có làm dịch vụ đáo đúng không? Chú qua chú gặp chú. không, chú không làm dịch vụ đáo nhưng chú quen mấy người ta nói chuyện như thế. Nhưng mà chú nói với cháu là này, đối với người ta thì nó ít, nhưng đối với một người đang thua đang lợi lần nó không phải là ít. Mỗi thứ một ít vào nó là con số lớn đó. Anh em bạn bè tôi cũng bảo là thôi, tóm lại là bạn không phải nghĩ quẩn như nào cả. Ừ. Đấy. Đúng rồi, nhưng mà cháu không phải nghĩ quẩn. Buổi trưa nay thật sự là chú rất muốn nói chuyện với cháu, nhưng mà chú đang ở đám không nói chuyện được. Thì chú chỉ khuyên cháu này, thứ nhất là tuổi cháu còn trẻ cháu nhá, cơ hội làm lại rất là nhiều, thoải mái vô tư suy nghĩ đi. Cái quan trọng nhất của cháu bây giờ rằng là có bỏ được hẳn hay không, đấy là điều quan trọng nhất. Còn thua thế Chú sinh với năm bao nhiêu chú sinh năm 85. ạ? Chú hơn cái chú kém bố cháu 4 5 tuổi gọi chú. Ừ, chú thì tuổi của cháu thì kém chú nhiều, chú kém chú mười mấy tuổi cơ. Vâng Ừ. vâng. Nhưng mà vấn đề bây giờ cháu tưởng tượng ra, nếu như mà tầm như chú ngày xưa thời chú thua chú vẫn lợi là chú 33 tuổi. Nếu mà 33 tuổi mà một người làm kinh tế không giỏi và không có nghề nghiệp gì thì mãi mãi trở thành một người không ra gì, không khá lên được. Cháu tính là bây giờ ngày ngày xưa cháu tính bây giờ là cháu đi chạy Grab này, xong cháu đi cháu tính là đêm mà cháu làm karaoke, nhưng mà anh em bảo là thôi bạn nào có đến nhất nó dính thì lại chết. Đúng rồi, làm cái dễ chơi lắm cháu. Cho Vâng, nên cháu nhá, bảo bây giờ là nhá, chú tham gia với cháu này, thứ nhất là cháu chọn bạn mà chơi nhá, chọn vâng bạn mà chơi là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là như này. mấy anh em bảo là thôi bạn ạ, mất rồi thôi, làm lại có 100 triệu bạn làm được có gì. Thì Còn cháu bảo cái việc Grab của cháu là cháu bắt buộc phải đi làm nhá, cháu bắt buộc phải đi làm để là có thu nhập ổn định. Khi mình có thu nhập thì mình còn mới không nghĩ đến chơi nữa nhá. Cái điều việc thứ hai cháu cần phải làm, cái việc thứ ba này này, cháu bản lĩnh lên, cháu lấy nghị lực lên, cháu nói chuyện với bố hoặc nói chuyện với mẹ về tình hình của cháu hiện tại, và cho cháu cháu nói gọi với bố được mẹ gì? là cháu nói với bố mẹ rằng là bố mẹ cho con vay để con trả cái thẻ tín dụng này, để con không nghĩ đến nó nữa và con làm con sẽ trả bố mẹ dần. Bố mẹ cháu thì nói chung là cũng nhà cũng chả có điều kiện đâu, nhưng mà cháu cũng muốn làm khổ bố mẹ cháu. Thì tính là bây giờ cháu thì cháu đi cố rồi cháu nhổ lại cái xe, rồi cháu cố cháu đi làm cho giải cái tiền lãi, còn cái tiền kia cháu cứ đáo hàng tháng một cũng được. Ngoài cháu kiểu anh em bạn bè cháu cũng đông thì cháu vay mỗi người ít là cháu cứ cóp dần vào cái thẻ tín dụng đấy, thì nó sẽ bớt cái tiền đáo đi nhiều ấy. Chú nói cháu này, cái này chú thấy nó không khả thi đâu. Cái việc mà cháu đi làm với cả cháu đi mượn mỗi người một ít mà cháu góp vào cũng không khả thi đâu, cái việc này không khả thi đâu. Mà cháu cũng loanh quanh mà cháu này thiếu thốn quá rồi cháu đi vay lãi nặng lãi bên ngoài thì chú nói với cháu nó rất là khó. Chú biết rằng là bố mẹ cháu không có, nhưng bố mẹ nào cũng thương con cả, cháu hiểu không? Và nghe cách nói chuyện của cháu thì chú biết cháu cũng là một người ngoan từ ngày xưa đến bây giờ đấy. Thế cho nên là Vâng, thôi. ngày xưa cháu chả rơi bời đâu, tự nhiên nó dính. Thế thôi, cho nên là bây giờ cháu nói mạnh dạn nói chuyện với bố mẹ nhá, mạnh dạn nói chuyện với bố mẹ, Ngày xưa thì cháu bạn chi mà riêng cũng chả ấy gì đâu, nhưng mà hoặc là nếu không, nếu cháu không dám nói thì cho số chú nói chuyện cho, chú có thể nói chuyện với bố mẹ cháu về cái trường hợp của cháu, bởi vì chú rất muốn cháu là phải bỏ được hẳn, cháu hiểu không? nhưng mà chú ơi, nhưng mà giờ cháu cũng không biết làm thế nào. Nói chung là cháu không thể nói được với bố mẹ cháu, vì bây giờ sợ bố mẹ cháu này, như mẹ cháu ấy bây giờ nói chung là cái thẻ tín dụng nó làm, cháu hứa với chú ấy, cháu làm được cháu sẽ trả được, chứ cháu không chơi. Không phải cháu à, cái vấn đề là bây giờ cháu quyết tâm để cháu trả là một chuyện, nhưng vấn đề nó còn bao giờ cháu trả được hết chỗ đấy cơ. Chứ còn nếu mà cháu không nói được với bố mẹ thì chú có thể nói hộ đấy, bởi vì chú nói cháu này, bố mẹ nào thương con, việc nó đã lỡ rồi cháu mà giấu giếm rồi có khi nó thành to chuyện hơn. Như chú này cũng chỉ vì chú nợ tầm 500 một tỷ chú vẫn cứ giấu, chú giấu dần dần thì chú mới nợ nhiều như thế. Còn ngay từ ngày đầu chú đã nói với bố mẹ thì cũng lại không thành nợ nhiều như thế, không thành cái kiểu là mình muốn chơi và muốn gỡ.
giờ Đó, nói nhưng mà bố mẹ cháu thì bố mẹ cháu cũng vừa đang làm ăn, đang bố mẹ cháu cũng đang lợ là chú biết là thế không nói rồi, nhưng mà đấy là chú tham gia góp ý với cháu. Cháu cứ suy nghĩ cháu sợ nói ra bây giờ bố mẹ cháu đang làm ăn như thế, bây giờ nói ra như thế thì cháu lại tự nhiên mẹ cháu lại thành thằng chơi bời vì cháu đang giấu mẹ cháu, vì bây giờ cháu muốn cháu mọi chuyện nó êm thoải thì cũng không ấy cái gì, nói chung là cháu làm mấy anh em bạn bè mà thôi, gia đình cũng thế rồi, bây giờ bố mẹ đang làm ăn như thế thì đừng có nói cố mà làm ăn mà giả dần chứ, bố mẹ cho bảo là ra xã hội làm không cần kiếm tiền, mày không kiếm phải được hay không đâu thì chị đấy là nói năm mai là để nuôi sống mày rồi, cũng chả giúp gì bố mẹ, cháu nghĩ cầu để bố mẹ cháu bảo thôi cho quyết tâm thì tự bỏ nó làm lại. nhưng mà chú nói cháu là tất cả những người bạn của cháu khuyên cháu ấy thì đều là những người chưa trưởng thành, họ suy nghĩ không được như các chú đâu, nếu chú nói thật là như thế. Các cháu tầm bạn của các cháu thì làm sao mà khuyên được những cái lời khuyên mà bạn của các cháu nó chưa gặp những cái trường hợp mà chú nói chuyện với rất là nhiều người rồi, cũng chỉ vì lăn quanh lấn cấn mà cuối cùng là mãi không dứt ra được. Đấy là bây giờ chú tham gia với cháu, cháu có thể là suy nghĩ lúc nào cháu cần cháu vào ok chú giúp cháu thì cháu gọi điện cho chú sẽ nói chuyện với bố mẹ cháu được. Đấy, chú sẽ nói chuyện với bố mẹ cháu về tình hình của cháu bây giờ để giải quyết. Và cháu yên tâm rằng là chú nói được, bởi vì chú cũng là một người cha rồi, con chú năm nay cũng 10 tuổi rồi, kém cháu có 9 tuổi hay sao đấy. Mới đâu Vâng, cháu mười con chín chú tuổi. 12 tuổi rồi, thấp cháu 12 tuổi rồi, kém cháu có 7 tuổi thôi. Đấy, chú cũng và chú là người chơi bời, chú hiểu. Thì chú sẽ cố gắng nói chuyện cho bố mẹ cháu. Cháu cứ suy nghĩ đi, bao giờ cảm thấy là ok chú hộ cháu với, chứ bây giờ áp lực quá thế này thì chú chú sẽ giúp chú có cháu. thể chú có thể nói bố mẹ cháu là cháu không chơi cờ bạc được không, chú bảo là va quẹt ô tô như nào cũng được chứ bây giờ nói chơi cờ bạc thì cháu chắc cháu Không chết được, đấy. không được, nói thế làm sao được. Nhưng vào quyền ô tô nó phải là thực tế chứ, phải vào quyền ô tô mà đâu mới cả. Cái vấn đề của cháu này là cháu phải đối diện với sự thật. Vấn đề là con người ta luôn luôn trốn tránh sự thật. Cháu cũng đang trong hoàn cảnh ngày xưa của chú, tức là trốn tránh là mình là một người chơi cờ bạc, trốn tránh không muốn cho mọi người biết rằng là mình là người nợ nần vì cờ bạc. Nhưng cuối cùng cái việc nó không thể nào mà gỡ ra được, không thể nào thoát ra được thì cái kim trong bọc nó vẫn lòi ra, lúc đấy nó càng khó hơn, nó Giờ tối giờ hơn. cháu muốn ra nước ngoài cháu làm ăn của chú, cháu nghĩ là nếu mà chú bảo giúp cháu thì cháu muốn là cháu ra nước ngoài cháu làm ăn. Bây giờ chú nói này, cái chuyện ra nước ngoài hay là chuyện làm ăn thì chú cũng chưa bàn, cháu gửi nhà chạy Grab cũng được. Nhưng cái vấn đề của cháu bây giờ ấy, thật sự có thể đối với bọn cháu nghĩ cái chuyện mà 91 triệu cái tiền kia và 20 triệu tiền cắm cái xe máy là cái chuyện đơn giản, cháu có thể cố gắng xoay xoay để cháu góp vào. Nhưng chú khẳng định với cháu nó không bao giờ đơn giản như cháu nghĩ nhá. Nếu cháu không cẩn thận cháu sẽ lao vào cái vòng xoáy nợ nần, vòng xoáy chơi gỡ và sẽ không bao giờ bỏ được. Chú cảnh báo cháu bởi vì rất nhiều người như cháu vào không thoát ra được rồi, bởi vì không dám đối diện với sự thật, không dám đối diện với người nhà rằng là nói với người già rằng là con là người chơi bời, không dám. Bây giờ cháu hãy bản lĩnh này, mình 19 tuổi rồi, là người đàn ông dám làm dám chịu. Nếu cháu không đủ khả năng nói chuyện với bố thì chú có thể nói chuyện giúp cháu. Đấy, thế là chú rất là cố gắng hết sức để làm sao mà cháu khỏi mắc vào con đường chơi bời. Bởi vì chú thật sự là chú rất thương những người chơi. Chú nhìn thấy mọi người đang đi vào vết xe đổ của chú mà thật sự là chú không làm gì được. Cho nên chú rất muốn làm một cái gì đó để cho mọi người thay đổi cái dòng suy nghĩ của mình đi. Cháu hiểu không? Còn bây giờ nhá, theo chú là bây giờ thế này. Chú sẽ cúp máy, cháu suy nghĩ đi. Mai gọi điện cho chú. Cho số điện thoại của bố cháu để chú nói chuyện cho. Chú biết là cái việc này nên giải quyết thật là nhanh. Đó. Bởi vì nó rất là nghiêm trọng cái chuyện mà đã vay đến thẻ tín dụng ngân hàng là đi cắm đồ nhá. Chú chơi như thế nhưng bản thân chú còn chưa bao giờ cắm đồ. Thua nhiều như thế, chú chỉ đi vay thôi. Tức là vay bằng cái tín của mình. Khi nào không vay được là chú vỡ nợ. Chứ chú chưa bao giờ chú cắm đồ. Mà cháu 19 tuổi có đã dám cắm đồ rồi. Nếu cháu không sửa lỗi này ngay, chú thấy cháu rất là nguy hiểm đó. Không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Nhưng mà cái 20 triệu là cháu cắm để cháu đền ô tô, còn cái 90 triệu thì cháu mới chơi bời. Thế thì bây giờ chú sẽ nói là đến ô tô 20 triệu và 90 triệu kia là chơi bời.
cháu nên nói thật, bởi vì cháu nói dối loanh loanh quanh nó càng làm người ta mất lòng tin, cháu hiểu không? Vì cái 90 triệu thì cháu đang nghĩ từ đầu là cháu bảo là thôi cho mẹ là mình làm lại, xong cuối cùng được cách đây hôm nay 23 tầm hôm 19 18 19 thì cháu đi cho quẹt thì ở chỗ cái đường cầu vượt cầu giấy, thì là quẹt thì ô tô người ta bắt đèn sơn có cái hơn gang tay thôi, nó bắt đèn cháu hơn 20. Cháu Cái nghĩ tất thảy thì chuyện mà đi trên đường không may va quệt thì cái đó thì cũng không nên tính đến, nhưng mà cái vấn đề là cháu phải cắm xe, và vấn đề là cháu đang có hai cái sổ tín dụng tiêu dùng, hai cái thẻ tín dụng tiêu dùng, thì cháu nghe chú đi, cái này cần phải làm gấp, không thể để được. Bản thân chú thấy thanh niên Việt Nam mình rất dễ dãi, động một tí là vậy, động một tí là mua điện thoại trả góp, động tí mà là vay lãi ngày, sống dễ dãi bản thân quá. Cháu phải sống nghiêm khắc bản thân mình, quyết tâm chấp nhận sự thật, nói với gia đình ngày mai cho chú số điện thoại của bố cháu, yên tâm. chủ ở Zalo Chú có Zalo nhưng mà Zalo không phải Zalo số chú gọi đâu, ạ? chú đọc Chủ động Zalo, chủ động Zalo cho kết bạn rồi. 0962 Rồi 615 rồi 618. Bây giờ chú bảo rồi cháu này không phải khóc, mình đàn ông mình phải mạnh mẽ. Bản thân chú thua nhiều như thế, nhưng mà để mà ngồi để mà khóc là chú không có. Chỉ có ngày ngày mà chú làm lại thì chú ôn lại, chú cảm thấy mình thật sự là mình xúc động tình cảm của mọi cháu người thì mình mới cháu khóc thôi. cháu nghĩ cháu thương bố mẹ cháu quá, giờ mà báo như này thì chắc bố mẹ cháu chết mất. Nhưng mà thương thì cháu mới phải báo, nhưng mà bây giờ cháu không báo cứ nấn nuối, cuối cùng là toàn đi nuôi người khác. Cháu báo là cháu làm, cháu bảo là nào bây giờ cho con vay con làm con trả dần, chứ bây giờ nếu như mà không cho con vay con làm trả dần thì tiền lãi nọ tiền lãi kia rất là nguy hiểm. Nói cháu yên tâm mà chú nói chuyện được, còn bố mẹ nào thì bố mẹ khi con chơi thì sẽ bị chửi bị mắng, nhưng cho rồi người ta vẫn xuất phát từ tình thương, bỏ qua thôi. Chứ còn hôm trước chú có chia sẻ một câu chuyện cũng chỉ vì một người như cháu ấy đến khi chuyện nó đi quá xa rồi, thì cháu biết là mẹ mẹ của cái anh ấy bảo rằng là cô chỉ cho nó cái quan tài nhá, đấy thế cho nên chú không muốn cháu lặp lại cái câu chuyện đấy. Bố mẹ cháu thì từ lúc cháu chơi bời cháu hay cãi bố mẹ cháu lắm, ngày xưa cũng chả cãi đâu, từ lúc chơi bời cãi. Chú nói cháu là đấy là cháu còn chưa có vợ con, cháu có vợ con về còn đánh vợ cơ nhá. Có nếu chú cháu có vợ rồi về thắng thì cười, mà thua vợ nói một câu là đánh. Đấy, thế cho nên là cháu cần phải cái vấn đề này này là cháu phải làm cho triệt để, đừng dễ dàng bản thân mình chấp nhận, dám làm dám chịu. Đấy. Vâng ạ, à, để có gì mai cháu đêm nay cháu nằm cháu suy nghĩ, có gì mai cháu bảo chú. Rồi, ok. Không phải khóc đâu, cố gắng lên nhá, cháu nhá. Vâng ạ. Ok, cháu cháu. Chào chú ạ.